Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Một hôm, khi Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon con Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều nấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, nếu nhìn từ bên ngoài, các ngài có nhiều điều khác biệt lắm, khác nhau về nguồn gốc. Một vị thì là người bình dân, cả đời gắn với con thuyền và tấm lưới. Còn một người thì gắn với nhà trường và sách vở từ nhỏ. Khác nhau về hành trình gặp Chúa và theo Chúa nữa. Một vị thì đã gặp và đi theo Chúa Giêsu ngay từ đầu. Một vị thì mãi sau này mới gặp Chúa. Và khác nhau cả về phương thức hoạt động tông đồ. Một vị thì loan báo tin mừng cho người Do Thái, và một vị thì rao giảng tin mừng cho những người gốc dân ngoại. Cho nên nhìn từ bên ngoài thì chúng ta thấy có nhiều điều khác lắm. Thế nhưng ẩn ở bên trong những khác biệt đó, tôi thấy lại có nhiều điều hai vị rất giống nhau. Và đặc biệt là hai điều này. Thứ nhất là sự hoán cải. Anh chị em vừa mới nghe Thánh Matthew kể chuyện trong bài tin mừng Chúa Giêsu ca tụng ông Thánh Phêrô quá sức: còn thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho con điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Mấy ai mà được Chúa khen như vậy. Thế nhưng nếu anh chị em mà chịu khó đọc tiếp thêm cái đoạn sau đó, thì sẽ thấy là Chúa Giêsu gọi ông Thánh Phêrô là Satan, lùi ra đằng sau thầy. Tôi thấy ít có ai mà bị Chúa mắng nó thậm tệ như vậy. Có nghĩa là Thánh Phêrô không phải là lúc nào ông thân tốt lành, thánh thiện, đẹp lòng Chúa 100% đâu. Cũng có những cái lúc va vấp, xa ngã, yếu đuối, cái này cái khác. Nhưng mà điều quan trọng là Ngài trở về, hoán cải, trở về với Chúa. Thánh Phaolô cũng vậy thôi. Hàng năm chúng ta có ngày lễ Thánh Phaolô trở lại mà.
nhớ đến biến cố Damas, chàng thanh niên tên là Saul-e ghét Chúa Giê-xu, ghét kinh khủng luôn, đến nỗi mà ông ấy lên đường để đi bắt bớ tất cả những ai tin vào ông Giê-xu, dẹp cái đạo này đi. Và chỉ sau biến cố Damas thì thánh Phao-lô hoán cải trở về với Chúa. Hai vị giống nhau chỗ đó. Và giống nhau một điểm lớn nữa, đó là lòng nhiệt thành. Đã trở về với Chúa là hết mình. Ở trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe tác giả sách Công Vụ kể thánh Phêrô bị tù mà, bị nhốt ở trong tù. Mà tại sao bị nhốt ở trong tù? Là bởi vì nhiệt thành loan báo tin mừng thôi. Người ta cấm không được phép rao giảng, mà thánh Phêrô trả lời là phải vâng lời Chúa hơn là vâng lời các ông, và tiếp tục làm việc, tiếp tục loan báo tin mừng. Vì thế mà tù tội lần này thì được cứu thoát, nhưng mà cuối cùng rồi thì người cũng chịu tử đạo thôi ở Roma. Và ngày nay mỗi lần chúng ta đến Roma thì không thể không đến đền thờ thánh Phêrô, với đền thờ được xây dựng trên nấm mồ của ngài. Thánh Phao-lô bài đọc thứ hai này gửi thư cho môn đệ là Timôthê, mà ngài viết cái thư này ở đâu? Ở trong tù, cũng lại tù tội nữa. Mà tại sao tù tội? Là vì loan báo tin mừng và sẵn sàng chấp nhận mọi sự nguy hiểm, đau đớn, cực hình, cuối cùng là tù tội và cái chết vì lòng nhiệt thành. Cho nên hai đấng giống nhau ở hai điểm lớn đó, sự hoán cải và lòng nhiệt thành. Thế thì hôm nay khi mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phao-lô, anh chị em và tôi cũng được nhắc nhớ như vậy. Nhắc nhớ để biết hoán cải, trở về với Chúa mỗi ngày. Không ai sinh ra đã là thánh, nhưng mà nên thánh là cả một tiến trình dài, ngày này qua ngày khác. Và trong tiến trình đó không ít lần chúng ta va vấp, xa ngã cách này cách khác. Cái điều quan trọng là noi gương hai vị thánh Phêrô và Phao-lô, ý thức mình lầm lỗi, đứng dậy và đi tiếp trên con đường Chúa gọi chúng ta đi. Và cùng với sự hoán cải đó là lòng nhiệt thành. Cái lòng nhiệt thành của hai ngài khiến cho chúng ta nhớ đến cái điều ngược lại, cái điều mà Chúa nói ở trong sách Khải Huyền. Chúa bảo là vì ngươi chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh, mà cứ dở dở ương ương như thế, cho nên ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Lời rất khó nghe, rất nặng nề, lời cảnh giác chúng ta không phải sống một đời sống đức tin dở dở ương ương, làm người công giáo ở trên danh nghĩa vậy thôi, cho nó quá vậy thôi, nhưng là với tất cả lòng yêu mến Chúa, với tất cả lòng nhiệt thành đối với hội thánh Chúa, sống tâm tình hoán cải trở về với Chúa mỗi một ngày, và yêu mến Chúa với tất cả lòng nhiệt thành. Đó là tấm gương mà chúng ta được nhắc nhớ ngày hôm nay để cầu nguyện cho nhau sống đời sống Kitô hữu như thế. Amen. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.